Việt đời thám tử. Mà đến thăm tôi sớm vậy? Đại ca, giờ em bị bắt vì tội trộm cắp rồi đại ca. Mà đại ca thuộc nhóm nào vậy đại ca? Đại ca tha cho em đi, em hứa là sau khi ra tù em sẽ trả hết nợ cho đại ca. Đây á là đệ tử của cô Vân, là bà chủ của tao đó. Mày biết sự thật gì á, khôn hồn thì khai cho bằng hết ra, thấy chưa? Sự thật gì? Đây, tao nói cho mày nghe. Mày phải trả lời thật, giữ gì cho hỏi, nghe chưa? Dạ. Của mày gửi cho cô chủ tao đúng không? Trời ơi, đúng không thì mày nói. Lúc mày xin tiền tao thì mày hay lắm, mà tao giận lắm. Dạ, xin lỗi cậu bột, xin lỗi. Dạ đúng rồi đại ca. Đúng rồi. Mày thích tiền tao. Hai đứa, tao cầm, tao đá phát rồi, dứt được. Dạ, hôm trước em có tặng cổ một gấu bông, bị cô tát em bật tay, em giận quá, em giết vậy thôi đại ca, chứ em có dám giết ai đâu đại ca. Mày gửi của chủ tao hồi nào? Dạ, trước khi em bị bắt một ngày. Là khi nào? Dạ, là 10 ngày trước đó đại ca. Vậy ngày hôm kia mày ở đâu? Dạ, thì ở trong tù chứ đâu đại ca. Tao biết rồi. Mày không để cô chủ tao ra ngoài được. Vậy thì bên ngoài mày có đồng phạm đúng không? Trời đất ơi, mày đã xin tiền tao không luôn là mày có đồng phạm à? Thằng em cứ nói, công chuyện tao đá phát dính dính liền. Dạ, thằng em nuôi chưa xong, làm gì có đồng phạm đây ca. Dạ đúng rồi đó đại ca. Thằng em nó có cái mặt nó vậy thôi, chúng nó nhát dữ lắm, nó có dám hại ai đâu. Thằng em trong tù, nghĩ là có đồng phạm bên ngoài là con chị.